Khi bạn vừa lười vừa muốn ăn dứa nhưng lại sợ mẹ đuổi ra khỏi nhà, cùng muốn ăn ngon thử cách làm này nha. Các bạn sẽ cắt xéo lựa theo các mắt dứa, đến lúc ăn thì cầm vào cái tai này và nhấc lên. Ui, trông cũng mờ lèm đấy nhở. Ăn dứa không chỉ ngon đâu mà nó còn một tác dụng nữa mà hình như bạn nào cũng biết đúng không? Tại các bạn cứ hỏi mình đầy ẩn ý mỗi lần mà mình ăn dứa ấy. Ôi dồi ôi, một miếng dứa ngon nhức nách luôn. Cách này không phải gọt vỏ, không phải bỏ mắt nhưng mà có một nhược điểm. Những cái miếng ở rìa ngoài như này ấy toàn là mắt thôi. Miệng mình tuy là giỏi chọn lọc tự nhiên nhưng mà hơi khó chịu á. Với lại yên tâm, làm cách này đảm bảo sẽ không bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đâu. Vì mình có ở nhà bao giờ đâu. Nửa quả và mình nhằn ra một đống vỏ như thế này. Mẹ bạn sẽ phản ứng thế nào khi bạn làm như thế này? Comment bên dưới cho mình biết với nha.